Đây là một thành phố mang tên là tự do, nhưng không phải là tự do như chúng ta nghĩ, mà là tự do thích làm gì thì làm, kể cả việc đánh nhau, cướp ngân hàng hay là bắn giết. Thật ra đây là một trò chơi giống như GTA 5, nơi mà người có thể thỏa sức làm nhiệm vụ hay những thứ mình muốn. Nhưng bất ngờ đã xảy ra khi một NPC, hay còn gọi là nhân vật ảo được tạo ra để giúp đỡ người chơi, lại đột nhiên có trí thông minh và bắt đầu phản kháng lại những người chơi. Điều này khiến cho nhà phát hành nghĩ đó là một pháp sư Trung Hoa nào đó đang hack vào hệ thống và buộc họ truy lùng khắp nơi. Kết quả không những không phải như vậy mà còn bị NPC kia làm bay hàng tỷ đô lợi nhuận. Vậy câu chuyện thực sự đằng sau đó là gì? Chàng trai này tên là Guy. Hàng ngày anh thức dậy với tinh thần vui vẻ và luôn chào một con cá. Tiếp theo là thay một bộ quần áo y như quần áo anh đang mặc. Trên đường tới ngân hàng làm, anh gặp Woody, một nhân viên bảo an cũng là người bạn thân của Guy. Trong lúc làm việc, đột nhiên có một đám cướp xuất hiện. Mọi người liền ngoan như cún tự động nằm xuống đất. Guy và Woody nói chuyện một cách thoải mái và còn hẹn nhau tan ca đi uống bia ở bãi biển. Trong khi đó, lão sếp bị đánh bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc này có một cô gái xinh đẹp đang nói chuyện với một người đàn ông. Hắn ta đưa cho cô một tấm bản đồ chỉ đường đến một tòa nhà nơi cất giữ một đoạn phim mang số hiệu 56. Vì lỡ miệng khen hàng họ của cô ngon quá nên được cô tiện lên bàn thờ. Sau khi tan ca, Guy cùng người bạn rảo bước trên một góc phố đầy náo loạn. Anh ngẩm tò te khi thấy cô gái vừa rồi đang bước tới. Dáng đi đánh mông liên tục làm Guy quyến luyến không thể rời mắt khỏi người đạp. Thế là anh bỏ cuộc hẹn uống bia cùng người bạn để mò theo cô gái ấy, nhưng chưa kịp chào hỏi thì bị một đoàn tàu tiễn đi. Cái giá phải trả cho việc mê chim bỏ bạn sao mà lớn quá. Hóa ra tất cả chỉ đang ở trong thế giới trò chơi có tên là thành phố tự do. Guy và Woody chỉ là những NPC của nhà phát hành, vì vậy dù có bị bắn chết thì họ vẫn sẽ sống lại và lặp đi lặp lại hành động vừa rồi. Còn cô nàng vừa rồi là một nhân vật do người chơi tên Miley điều khiển. Cô ấy và người bạn tên Ki đã tạo ra mã nguồn trò chơi nhưng đã bị tên khốn Angwan ăn cắp và biến đổi nó thành trò chơi thành phố tự do. Miley không muốn để đứa con tinh thần của mình bị lấy đi nên đã kiện Angwan nhưng không thành công. Vì vậy cô đã tạo một nhân vật rồi vào trong game để lấy thêm bằng chứng. Và một ngày nọ, Guy thức dậy và cảm thấy có điều gì đó không ổn trong tâm trí mình. Anh muốn thay đổi cái thế giới mà người chơi suốt ngày bắn giết, còn NPC như anh chỉ biết đứng im chịu trận. Vì vậy trong một vụ cướp ngân hàng, anh đã không đầu hàng như lần trước. Thay vào đó, anh đứng lên giao giảng một loạt các đạo lý sống nhưng tên cướp không chịu nghe. Thế là anh lỡ tay khắc một lỗ rõ to trên người hắn khiến các NPC khác ngạc nhiên. Ngay khi đeo kính của tên cướp, anh liền nhìn thấy một thế giới mới. Đây là góc nhìn của những người chơi, hay còn gọi là góc nhìn của Chúa. Chỉ cần đi qua hộp cứu thương là vết thương trên người hồi phục hoàn toàn. Thậm chí Guy còn có thể nhặt được tiền và sắm cho mình đôi giày mà anh hằng ao ước. Lúc này Ki và Mouse làm việc bên mảng phát triển game cũng phát hiện ra điều kỳ lạ này. Họ nghĩ rằng do một pháp sư Trung Hoa nào đó đã hack được giao diện của NPC để phá hoại trò chơi, vì vậy họ đã phải đích thân vào trong game để tìm hiểu tên pháp sư kia. Tôi không biết anh tài giỏi như thế nào, nhưng hãy lột lớp mặt nạ kia ra. Nhưng tôi làm gì có đeo mặt nạ để mà lột ra. Cảm thấy khuyên nhủ không được, họ liền xách hàng ra truy lùng và giết Guy. Anh chạy vào một tòa nhà đang thi công và núp sau bức tường. Trước sức mạnh của khẩu súng trong tay hai thanh niên hổ báo kia, Guy chỉ có thể bỏ chạy thục mạng. Anh phát hiện đôi giày mình mới mua có khả năng bật cao, vừa nhảy nhẹ một cái đã bay tít lên mấy chục tầng. Buộc Ki và Mouse phải dùng đến chế độ chúa để can thiệp vào trò chơi. Sau một hồi truy đuổi thì hai thanh niên cũng đã đuổi tới đít Guy. Không còn cách nào khác, Guy tính nhảy rồi bám vào cần cẩu để đu xuống, nhưng anh lại bám mẹ nó vào không khí. May mắn anh kịp bật chiếc đệm hơi quấn quanh người và tiếp đất an toàn. Guy hí hửng hét lớn, tôi sẽ không bao giờ chết. Vừa mới cất tiếng gáy thì bị một chiếc xe ngàn thu tiễn biệt. Ki và đồng nghiệp tưởng đã giải quyết xong liền thoát khỏi trò chơi. Tôi đến Ki trở về nhà thì bị Miley dọa cho tí đái ra quần. Cô tới để nhờ Ki giúp đỡ mình tìm ra bằng chứng chứng minh công ty mà anh đang làm việc đã ăn cắp mã nguồn của họ và áp dụng công nghệ AI vào trò chơi thành phố tự do. Ki không đồng ý vì nghĩ rằng đó có thể là trùng hợp. Sau đó cô đăng nhập vào trò chơi và quan sát nơi chứa thước phim chứng minh Angwan ăn cắp mã nguồn của mình. Guy vì mê mẩn bóng hình người đẹp cũng tới đây để gặp cô. Thế là cả hai bị phát hiện, buộc Miley phải mở cổng không gian để quay về. Cô giới thiệu cho Guy căn cứ hoành tráng của mình. Nghĩ rằng anh là một tay gà mờ nên cô đã nói cho anh biết cách thức hoạt động của trò chơi này. Hiện tại tôi đang ở cấp độ 195, còn anh thì sao? Tôi thì đang đứng ở vị trí số 1 này. Chán chả buồn nói, cô kêu Guy khi nào đạt cấp 100 thì quay lại đây nói chuyện với tôi. Thay vì dùng bạo lực giết người hay cướp tiền để tăng kinh nghiệm thì Guy chọn cách để trở thành anh hùng. Lần đầu ra tay cướp súng của đám giang hồ thì bị chúng nó bắn cho xanh cỏ. Lần thứ hai ra tay tính ném lựu đạn vào đám cướp thì bị một chiếc xe đi ngang qua dội quả lựu đạn lại xanh cỏ. Nhưng điều đó không làm giảm đi quyết tâm trong người Guy. Anh vẫn kiên trì cày cuốc để giống như mấy quảng cáo game không cần nạp VIP vẫn có thể lên top server. Nhờ những cống hiến dẹp loạn đường phố của mình, Guy bỗng chốc trở thành hiện tượng mạng toàn cầu. Báo chí truyền thông liên tục nhắc tên anh vì đã chọn làm người hùng thay vì trở thành tội phạm. Mọi người đều yêu quý và đặt cho anh biệt hiệu chàng trai áo xanh.
Chỉ trong vòng vài ngày, anh đã lên cấp độ 102 khiến ai nấy cũng tưởng anh là người chơi hay hack. Guy tới ngân hàng tìm Buddy và thuyết phục người bạn đeo kính vào để thấy một thế giới tự do như anh hiện tại. Nhưng Buddy từ chối và chọn tiếp tục làm anh bảo vệ thân thiện. Anh tôn trọng quyết định của người bạn rồi rời đi. Miley cố gắng thuyết phục Key giúp đỡ mình để lấy được đoạn phim kia và đã được anh ấy đồng ý. Key đã dùng quyền quản trị của mình mở cánh cửa cho Miley vào trong. Ngay khi cô lấy được đoạn phim số 56 thì còi báo động vang lên và một đám lính xông vào với cây súng to vừa đen vừa dài. Chúng phọt đạn liên tục vào phía Miley khiến cô chỉ biết trốn vào một chỗ. Lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Guy cưỡi trên mã xuất hiện một cách hoành con nhà bà Tráng để giải cứu cho Miley. Chưa kịp buông lời tán gái thì một đám lính khác lại tới. Trong khi Miley vất vả tấn công thì phía bên kia Guy núp một chỗ đám đuối nhìn theo. Tên cao bồi đập anh một cái khiến anh tỉnh cả người, thế là anh tẩn cho hắn một trận như tử. Nhìn qua thấy Miley đang bị tên Samurai tấn công, anh liền vác khẩu súng của Mega Man bắn hắn. Biết không thể lấy được đoạn phim nên Guy dựng xe lên, còn Miley rút hai khẩu súng của anh bắn liên tục về phía đám lính rồi phóng xe bay qua cửa sổ thoát ra ngoài. Lúc này Angwan đang tới công ty buộc Key phải trở lại vị trí ngay lập tức. Tại đây anh biết được tên khốn Angman không hề có ý định phát triển thành phố tự do lên phiên bản 2 mà chỉ có ý định dựa hơi để tạo lên một con game khác. Như vậy vừa có thể bán bản quyền kiếm tiền, vừa có thể xóa sạch mọi chứng cứ chứng minh hắn ăn cắp đoạn mã nguồn của Miley. Khi nói rằng game thành phố tự do vẫn còn nhiều lỗi phát sinh, nếu vội vàng tạo ra phiên bản khác chắc chắn người chơi sẽ phản ứng không tốt. Hắn ta không quan tâm đến cảm nhận của người chơi vì cái hắn cần là lợi nhuận, thật là một nhà phát hành game có tâm nhất của đất. Trở lại với Guy, anh dẫn Miley về căn cứ của mình và khoe những thành tích đã đạt được trong những ngày vừa qua. Sau đó anh dẫn cô đi dạo, mua kem cho cô ăn và vui vẻ cùng người đẹp chơi xích đu. Sau tất cả những chuyện xảy ra, Miley cảm thấy Guy là một người tốt bụng hòa đồng và có tình cảm với anh. Họ trao cho nhau những cục đờm béo ngậy, đây người ta gọi là thế giới ảo nhưng tình yêu thật. Ngay sau đó khi đến tìm Miley, anh nói rằng Guy chính là NPC được tích hợp thuật toán AI mà anh đã tạo lên trước đó và bị tên khốn Angwan đánh cắp để tạo ra thành phố tự do. Anh còn tiết lộ kế hoạch tạo ra một trò chơi khác để xóa dấu vết của hắn, vì vậy họ chỉ còn 48 giờ tìm kiếm manh mối trước khi con game mới kia ra mắt. Không thể để đứa con tinh thần của mình bị biến mất, cô đã quyết định tiết lộ mọi chuyện cho Guy biết. Anh và những người bạn của mình chỉ là những NPC làm nền cho những người chơi ngoài thực tế và tất cả mọi thứ ở đây đều là hàng giả. Cú sốc này quá lớn với Guy, anh không tin vào những lời của Miley nói, trực tiếp chạy ra ngoài bờ biển để kiểm chứng. Đưa tay lên, anh phát hiện mình đã chạm vào đường biên giới của trò chơi. Giờ đây anh đã hiểu vì sao mình hay tất cả những người dân ở thành phố tự do đều chưa bao giờ rời khỏi nơi này. Anh bắt đầu mất phương hướng và xả giận vào những NPC xung quanh. Bế tắc, Guy tìm đến người bạn thân nhất của mình để giải bày tâm sự. Buddy nói rằng nếu thế giới này là giả và ngày mai tôi và anh biến mất thì cũng chẳng sao cả, vì hiện tại hai chúng ta đều là thật. Hãy trân trọng những phút giây này bạn của tôi ơi. Nhờ sự lạc quan của Buddy mà Guy đã lấy lại được sự tự tin. Cả hai liền tới nơi giấu đoạn phim để cứu lấy thành phố của họ. Tại đây anh gặp được người chơi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nơi này. Anh ta liền hào hứng khi nhận ra thần tượng của mình đang đứng trước mặt. Vì vậy, Guy đã dễ dàng lấy được đoạn phim mà không cần tốn một giọt mồ hôi nách nào. Lúc này, Angwan đang tức giận vì độ hot của chàng trai áo xanh quá lớn khiến cho hắn không thể bán được bản game mới nào. Hắn muốn xóa tài khoản của người chơi tên Guy này nhưng Key nói rằng Guy là NPC có trí tuệ nhân tạo nên không thể xóa được. Không còn cách nào khác, hắn liền ra lệnh khởi động lại toàn bộ hệ thống, như vậy những ký ức của Guy sẽ bị xóa sạch. Lúc này Miley đang xem đoạn phim và thấy được hòn đảo mà cô tạo ra, nhưng chưa kịp làm gì thì hệ thống đã được khởi động lại. Guy trở lại làm một nhân viên ngân hàng bình thường và tiếp tục cuộc sống trước đó của anh. Miley xuất hiện nói với anh về chuyện cấp bách để cứu thành phố nhưng anh đã quên sạch mọi thứ và cô như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của anh. Trong lúc tuyệt vọng, khi đã tiết lộ rằng Guy được lập trình để quen với đúng một người đó là Miley, vì vậy cô chính là chìa khóa để Guy lấy lại được ký ức. Cô quay lại trò chơi và trao cho anh một nụ hôn khiến anh nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Vì Angwan đã khởi động lại hệ thống nên đoạn phim chứng minh hắn ăn cắp đã biến mất, hy vọng được thắp lên khi Guy cho Miley biết hình ảnh phản chiếu của hòn đảo. Từ đó họ phát hiện ra Angwan chưa hề xóa nó khỏi trò chơi mà thực chất hắn đã cho nó tàn hình và giấu sau đường biên giới. Guy cùng Miley tập hợp hết tất cả các NPC lại một nơi để đình công, khiến cho toàn thành phố vắng vẻ chẳng còn một NPC nào. Những người chơi không hiểu kiểu gì cứ đứng như trời trồng vậy, áp lực dư luận khiến Angwan giận bầy sắc cầu vồng. Hắn yêu cầu mau xóa ngay nhân vật của Miley nhưng không được vì ai đó đã can thiệp vào hệ thống không cho phép xóa. Hắn ra lệnh tắt chế độ hồi sinh rồi giết Miley cùng Guy trong trò chơi. Mau dùng quyền hạn của mình bắt đầu điều khiển tất cả mọi thứ trong game cản đường Guy nhưng Guy đều tránh được hết. Ngay khi những tòa nhà hai bên ép chết hai người thì Key đã can thiệp vào hệ thống rồi tạo đường thoát thân cho họ. Nhờ vậy cả hai đã tới được bờ biển. Tại văn phòng, Angwan cũng thừa nhận với Key là chính hắn đã đánh cắp đoạn mã và tạo ra trò chơi này.
Ki giơ ngón tay đờ mờ tông môn nhà mày rồi lệnh cho tòa nhà trong game biến thành một cây cầu dẫn Gai và Miley tới nơi chứa mã nguồn của họ. Angwan chính thức đuổi việc Ki và tắt toàn bộ người chơi ra khỏi thành phố. Trước khi bị đuổi ra khỏi công ty, Ki đã lệnh cho trò chơi phát sóng trực tiếp cuộc hành trình của Gai. Mọi người trên thế giới đều hồi hộp xem chuyện gì đang xảy ra với trò chơi này và người hùng áo xanh của họ. Ngay khi Gai định chạy tới hòn đảo thì bất ngờ bị một đấm ngã sấp mặt. Đây là đúc nhân vật giống Gai nhưng đã được nâng cấp toàn diện để Angwan đưa vào trò chơi mới. Hắn lao vào đánh Gai như cách phụ huynh mới đi học lớp cho con về. Ngay lúc Gai cấp Buddy xuất hiện để cứu Gai nhưng anh ấy lại sờ mó và xoa bóp bộ ngực còn to hơn cả một số chị em. Thế là Buddy ăn ngay một đấm và bị ném đi vì cái tội sờ soạng lung tung. Sau đó Đúc tiến tới đánh cho Gai lên bờ xuống ruộng. Cứ mặt là hắn đánh chẳng nề nang bố con ai cả. Gai không thể chống đỡ chỉ biết nằm im hưởng thụ. Chơi đùa thế đủ rồi Angwan lệnh Đúc tung đòn kết liễu. Ngay lúc gần đất xa trời, Gai đã đeo kính lên và kích hoạt chiếc khiên của đội trưởng Mỹ để đỡ đòn tấn công. Không những vậy, anh còn biến tay của mình thành tay người khổng lồ xanh một đấm khiến hắn văng ra xa. Gai bắt đầu xách hàng ra chơi đùa ngược lại tên to xác kia. Thấy kiếm ánh sáng chưa đủ, anh biến ra một cây rìu được sơn màu để tăng sức mạnh đánh hắn. Anh mở cổng không gian để giải quyết hắn nhưng bất ngờ Đúc bật dậy đè anh xuống đất. Chiếc kính bị rơi ra khiến Gai không còn thấy chủ động. Lúc cần anh da đen có lúc khó đã có anh da đen lo. Woody ném cặp kính cho Gai nhưng anh không đeo mà đeo ngược lại cho Đúc. Thanh niên to xác nhìn thấy xung quanh toàn là màu hường liền tỏ ra yêu đời vui đùa cùng những trái bong bóng. Gai nhân cơ hội cùng Woody lên cây cầu tiến về hòn đảo chứa mã nguồn của Miley. Angwan giải cay tới cấp độ 7 liền vác một cây rìu xuống nơi chứa dữ liệu để phá hoại trò chơi. Hắn vung rìu đập hỏng từng server một khiến cho khung cảnh thành phố biến mất và xuất hiện nhiều lỗ hổng đồ họa. Gai và Woody bị chia cắt bởi một lỗ hổng. Gai tính quay lại cứu bạn thì được Buddy khuyên hãy tiếp tục hành trình cứu thế giới này. Anh tức tốc chạy thật nhanh và vượt qua đường biên giới. Ngay khi vượt qua một hòn đảo xanh hiện ra chính thức buộc tội Angwan đã đánh cắp đoạn mã. Tuy nhiên Angwan vẫn muốn phá hủy server chứa dữ liệu về các NPC trong đó có cả Gai. Miley đã kịp thời tới ngăn cản hắn ta lại. Cô nói rằng chỉ cần hắn ta không phá hủy server thì hắn có thể sử dụng mã nguồn của mình để tạo ra trò chơi của hắn. Angwan thấy kèo thơm vì hắn chẳng mất gì mà ngược lại có thể kiếm thêm tiền nên đồng ý. Sau khi phát hành trò chơi thành phố tự do 2 với số lỗi và lắc nhiều nhất lịch sử thì Angwan đã tự đưa mình tới bờ vực phá sản. Cuối phim thành phố tự do một lúc này đã được đổi tên thành cuộc sống tự do, nơi đây là một thế giới thần tiên và các NPC có trí tuệ nhân tạo được phát triển. Miley đăng nhập vào trò chơi và gặp lại người yêu ảo. Gai nhận ra mình được tạo ra theo cảm xúc của chính Ki, do đó khi anh nói rung động và yêu cô thì đó chính là lời nói của Ki muốn nói cho cô biết. Gai giống như là một bức thư tình mà Ki gửi đến Miley. Cô nhận ra được tình yêu thật sự vội chạy đến bên Ki. Cuối phim Gai gặp lại người bạn của mình và sống tự do thoải mái trong thế giới riêng của họ. Với tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay thì tôi tin chắc rằng tương lai chúng ta sẽ không phân biệt được đâu là game đâu là thế giới thật. Tuy game có thể mang lại cho chúng ta niềm vui và sự quậy phá thỏa thích nhưng nó không giúp bụng của chúng ta no được. Vì vậy cả nhà đừng đắm chìm vào thế giới ảo mà quên đi cuộc sống đáng quý bên ngoài nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các bộ phim sau.